Chào mừng các bạn đến với kênh của gia đình Vivu. Gia đình mình rời khỏi Cái Bè gần 12 giờ trưa và đang trên hành trình xuôi về miền Tây nè mọi người ơi. Địa điểm đầu tiên mà gia đình mình muốn đến đó là Bạc Liêu để khám phá cánh đồng điện gió đầu tiên của Việt Nam. Chỉ cần nghĩ đến thôi là mình đã háo hức lắm rồi. Từ Cái Bè đi Bạc Liêu sẽ mất khoảng 4 tiếng rưỡi. Nếu suôn sẻ thì gia đình mình sẽ có mặt ở cánh đồng điện gió vào lúc 4:30. Đây là một thử thách khá lớn nha mọi người. Bởi vì nếu mà qua khỏi khung giờ đó thì chụp hình sẽ không còn đẹp nữa. Trên đường đi về Bạc Liêu, gia đình mình đi qua hai cây cầu mà mình rất ấn tượng. Đó là cầu Mỹ Thuận. Đây là cầu dây văn nổi tiếng của miền Tây, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Kế đó là một chiếc cầu dây văn khác là cầu Cần Thơ. Cây cầu này từng là cây cầu dây văn có nhịp chính dài nhất trong khu vực Đông Nam Á đó mọi người. Gia đình mình đến địa phận thành phố Ngã Bảy thì trời bắt đầu mưa. Mình khá là lo lắng vì chặng đường còn dài, nếu mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi và làm trễ giờ đến cánh đồng điện gió. Thật may mắn là vừa qua thành phố Ngã Bảy, trời cũng đã ngớt mưa rồi mọi người ơi. Kể từ thành phố Ngã Bảy trở đi, đường xá rất là thông thoáng, ít xe, cũng phải thôi, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 mà. Tuy nhiên mặt đường thì không được tốt lắm, nếu chạy không cẩn thận là dễ sập ổ voi lắm nha. Chỉ còn 48 cây số nữa thôi, cố lên gia đình Vivu. Trong suốt đoạn hành trình dài, Bin đã thay đổi rất nhiều tư thế, tự ngủ và tự chơi. Đây gọi là dân chơi chuyên nghiệp đó mọi người. Bin luôn biết cách nghỉ ngơi, dưỡng sức và tăng động, quậy nhiệt tình khi cần. Gia đình mình đã rời khỏi quốc lộ và rẽ vào đường tỉnh lộ, hướng đi vào cánh đồng điện gió. Thật ra gia đình mình thích đi đường tỉnh lộ. Tuy mặt đường sẽ không được tốt lắm, cũng không chạy được nhanh, nhưng bù lại có thể ngắm được khung cảnh làng quê yên bình bên trong, nhiều lúc có thể thấy được sinh hoạt của người dân địa phương đó mọi người. Cả nhà mình đã đi đến huyện Mỹ Xuyên, cũng thuộc tỉnh Sóc Trăng. Mình nhìn thấy rất nhiều vuông tôm ở hai bên đường. Mình nghĩ nuôi tôm nước lợ là công việc chính của người dân địa phương ở đây. Gia đình mình đi ngang một con đường khá đẹp, thoáng đãng cho nên đã quyết định dừng xe nghỉ ngơi một chút. Từ lúc khởi hành đến giờ cũng đã 3 tiếng trên xe rồi. Sau một vài phút ngẫu hứng, gia đình mình cũng đã có vài bức hình siêu dễ thương nha mọi người. Thích quá đi. Đến rồi mọi người ơi, từ tỉnh lộ, gia đình mình đã thấy những cánh quạt gió vô cùng to lớn phía đằng xa. Mình cũng khá bất ngờ khi thấy có nhiều người dân đến tham quan cánh đồng điện gió như gia đình mình. Nơi đây có lẽ đã trở thành một điểm đến thú vị của Bạc Liêu. May mắn ghê, bây giờ chỉ mới hơn 4 giờ thôi mọi người. Hành trình của gia đình mình khá thuận lợi, không những là đúng theo kế hoạch mà còn sớm hơn 15 phút. Ấn tượng đầu tiên về cánh đồng điện gió Bạc Liêu của gia đình mình chính là những tua bin gió khổng lồ dựng lên sừng sững trên nền trời xanh. Gia đình mình bắt đầu hành trình khám phá cánh đồng điện gió đây mọi người. Để đi đến gần hơn những tua bin gió khổng lồ, gia đình mình phải di chuyển trên đường nổi là những cây cầu dài trên mặt đất bằng bê tông. Nhìn quang cảnh nơi đây, mình khó có thể tin được là khu điện gió Bạc Liêu là dự án điện gió đầu tiên ở Việt Nam, được xây dựng từ năm 2010. Phải nói là khung cảnh cực kỳ hoành tráng nha mọi người. Mọi người biết không, gia đình mình chỉ mới đến đây lần đầu tiên mà đã rất thích rồi. Vì cánh đồng điện gió là dự án phát triển năng lượng sạch, mà cái gì thân thiện với môi trường, không gây hại là mình thích lắm luôn. Gia đình mình tiếp tục đi đến những tua bin gần nhất. Trên đường đi thì có rất nhiều bạn trẻ. Cũng đúng thôi mọi người, vì với sự hoành tráng và khung cảnh đẹp không khác gì những cánh đồng điện gió ở châu Âu, đích thị là nơi để giới trẻ chụp hình sống ảo rồi. Bin cũng tranh thủ tạo kiểu để có những bức hình siêu ngầu với sau lưng là những chiếc tua bin gió khổng lồ. Bin diễn dữ vậy con? Tới cánh đồng điện gió diễn dữ.
qua, càng đi gần đến chiếc tuabin gần nhất thì pin nhà mình đã bắt đầu tăng động, mặt sức ngập tung tẩy rồi mọi người ơi. Mình phải công nhận là chụp hình ở đây góc nào cũng đẹp hết đó mọi người. Theo mình tìm hiểu thì hiện đã có 62 cột tháp và tuabin đều đặt trên biển. Mỗi tuabin cao khoảng 80m, cánh quạt dài 42m. Thật sự là vĩ đại nha mọi người. Mình nghe nói là tỉnh Bạc Liêu sẽ còn xây dựng thêm nhiều cánh đồng điện gió nữa. Thật là tuyệt vời. Đây chính là trung tâm điều khiển của tuabin gió. Pin định đi vào khám phá, nhưng mà dĩ nhiên là không được nhé, bởi vì có bảng cấm, không phận sự miễn vào. Và thám hiểm cao đầu tiên của mình nhận thấy tham quan cánh đồng điện gió 3-4 giờ chiều là phù hợp nhất, vì lúc này trời đã dịu mát, thuận tiện cho mọi người đi bộ ra tham quan ngắm cảnh, nhất là hướng nắng khi chụp hình. Buổi chiều nơi đây hướng nắng chiếu về phía những tuabin gió khổng lồ, giúp cho khung hình hoàn hảo, lung linh hơn. Mình thích cánh đồng điện gió không? Gia đình mình thật sự thấy rất đáng giá khi đã lặn lội đường xa đến tham quan cánh đồng điện gió Bạc Liêu, giúp cho cả nhà mình có thể mở mang tầm mắt và học hỏi được nhiều thứ. Đây quả thật là một điểm đến thú vị khi du lịch miền Tây nhé mọi người. Rời khỏi cánh đồng điện gió, gia đình mình mới phát hiện bụng đang đói meo rồi. Vì mãi mê khám phá mà gia đình mình quên luôn cảm giác đói, nhưng lúc này thì đã kiệt sức và rã rời rồi. Bọn mình sẽ quyết định ăn món lẩu mắm, bởi vì nghe nói đến Bạc Liêu mà không ăn món đặc sản lẩu mắm thì là một thiếu sót đó. Mình kêu gì vậy bạn? Em kêu một cái lẩu mắm nhỏ. Nhưng mà ở đây phải kêu cái món này cho bên ăn. Ví dụ như bên ăn mì xào không? Mì xào thập cẩm, cơm chiên. Mì xào giòn hả? Không có xào giòn, xào bình thường thôi à. Mình đã gọi lẩu mắm cá dứa. Công đoạn lựa chọn món cho bên có hơi khó khăn một chút. Cuối cùng mình đã gọi món cá khoai chiên bột. Lẩu mắm Bạc Liêu được nấu từ các món mắm cá đặc biệt, cá linh, cá lóc hoặc cá sặc, là món ăn dân dã và quen thuộc của người địa phương. Nước lẩu được nấu bằng các nước cốt của mắm cá, dùng nước dừa tươi, thêm sả, tỏi phi để dậy mùi. Đây là các nguyên liệu tạo nên hương vị đậm đà. Mà mình thấy quán phục vụ một số rau ăn kèm như là rau càng cua, hẹ, rau đắng, rau muống, bồn bồn, cù nèo, tầng ô, ngò, cần nước. Ồ, nhiều quá. Nhưng mà tiếc lại là không có bông bí, so đũa, lục bình hay điên điển. Hơi buồn một chút đó mọi người. Lẩu đã sôi lên dậy mùi mắm rất thơm. Cái xương đó là cá khoai á, cá khoai chiên giòn á, cắn thử coi. Được không? Món cá khoai chiên tuy lớp vỏ không được giòn như mong đợi, nhưng nêm nếm vừa miệng, cá khoai tươi, ngọt và thơm. Nhưng món cá này vẫn còn xương mỏng bên trong nên Bin không ăn được nhiều rồi. Còn nước lẩu mắm thì hơi mặn so với khẩu vị của gia đình mình, bởi vì gia đình mình quen ăn nhạt. Rời khỏi quán lẩu mắm, gia đình mình đã quyết định đi nhận phòng ở khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi, rồi sau đó sẽ tìm món gì đó ăn thêm cho no bụng. Cảm ơn mọi người đã xem clip của gia đình mình. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký kênh của gia đình Vivu và đón xem chuyến tham quan nhà công tử Bạc Liêu và hành trình đi Vĩnh Long của gia đình mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào mỗi thứ bảy trên kênh của gia đình Vivu. Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ và thật nhiều may mắn nhé.